Rồi, xin chào cả nhà đến với đoạn ghi âm tiếp theo. Và như đã hứa thì mình cũng đã mời anh Bụng Mỡ. Đây là một người anh em ở trong TikTok và YouTube, và cũng có liên quan tới câu chuyện này luôn cả nhà. Đó là vụ con heo trong đám cưới mình á. Thì nhân đây xin lỗi bạn nha. Xin lỗi bạn nhiều. Cái chuyện đó cũng cái vụ con heo, cái xin lỗi anh Mỡ. Cái chuyện đó cũng Mỡ là con heo. Cái chuyện đó nó nhỏ quá với lại cái vấn đề này. Thì mình tập trung cái vấn đề này trước đi. Chuyện đó nó cũng qua rồi. Nhưng mà trước khi vào thì Mỡ cũng có tìm hiểu, cũng coi sơ qua, cũng như biết câu chuyện rồi đúng không Mỡ? Thì mấy ngày nay Mỡ có tìm hiểu. Bây giờ Mỡ cũng có một số xác nhận lại để cho Mỡ hiểu câu chuyện kỹ hơn. Đó là Mỡ với tư cách của người tư bà, người xem bình thường thôi. Thì Mỡ muốn hỏi là cái khoảng chia 8-2 đó, 8-2 đó, vậy thì là Lộc là đã nhận được đúng cái phần 2 của Lộc chưa? Cái đó thì khẳng định luôn là Lộc chưa nhận tới cái phần 2 đó. Và đặc biệt là trong cái phần 2 đó mình chưa nhận đủ nữa, mà lại làm một cái mail là dùng 200 triệu đó để mình tách riêng và hỗ trợ mình tách riêng, là đang đánh cháo cái khái niệm đó. Là Mở hiểu, là theo Mở hiểu nha. Cộng đồng mạng bây giờ người xem người ta đang bức xúc là tại sao cái kênh này mà chia tỷ lệ 8-2. Đúng rồi. Là người ta đã không thích rồi, người ta nói giờ người ta nghĩ là 5-5-6-4. Nhưng mà chia 8-2 mà vốn dĩ cái phần 2 của Lộc vẫn không đủ luôn. Nhận chưa được phần nữa nữa. Chưa phần nữa, phần 2 của nó nếu mà mình tính ra nha. Mình tính ra là Lộc theo Mở coi là Lộc nhận được khoảng 300. Từ trước tới giờ khoảng 300 thôi. Nhưng mà cái mà 20 đó thì tính ước chừng á, ước chừng cụ thể là cụ thể. Và Hùng dùng từ ước chừng cụ thể đó thì Lộc cũng xin mượn cái từ ước chừng cụ thể đó. Là phải 1.6 tỷ á. 1.6 tỷ mà Lộc lãnh chưa tới 300. Vậy là Lộc chia này không phải là chia 9-2, 8-2. Cái này là chia 8-2 của 8-2. Mà 8-2 của 8-2 là bụng mỏ nói giỡn thôi. Mà đúng là chỉ là 9.5 và 0.5. Mọi người nghe 8-2 là mọi người thấy ghê chưa? Mà cái này là 9.5 và 0.5 với người đồng sáng lập kênh. Đúng không? Tại vì có 300 triệu. Đúng rồi. Đó là theo lời của Lộc nha. Đó là chỉ đấy, giống 95. Như 95% với lại 5% á. Ừ, là quá đáng. Cái đó là còn thua trả nhân viên nữa. Thôi, bây giờ Mở cũng nắm được câu chuyện rồi cả nhà. Thì bây giờ cũng có cái buổi mà gặp trực tiếp của Linh nè, Hùng nè và Lộc nè. Thì cái đó là mình có một cái đoạn ghi âm, và Hùng có khẳng định, Hùng có xin lỗi, Hùng có làm gì thì mọi cái điều trên đây đều là thật hết. Lộc xin đảm bảo. Có Linh đây là nhân chứng sống ở đây rồi. Thì mình bắt đầu câu chuyện ha. Để mỗi lần mình dừng lại để mình phân tích với nhau một chút. Rồi thì mình xin phép là mình kéo về trước một xíu để bắt đầu vô cho Mở hình dung cái câu chuyện nó có đề ba á Mở. Trước lúc đó nữa. Đó chỉ vào lớp đầu mỗi năm thôi. Và sau đó sẽ có một cái mốc sự kiện mà từ đó nó sẽ kéo lên. Những cái lúc mà đi ba móc á, là những cái clip đó bao nhiêu view bao nhiêu thì nó cũng chảy vào danh phận của em hết. Và em cũng chia cho anh là 20% rồi. Nhưng mà đó là Hùng vẫn khẳng định là đã chia cho Lộc 20%. Là cho tới hiện tại là Hùng vẫn chưa chấp nhận là Hùng chưa chia đủ cho Lộc 20%. Okay. Là chắc chắn 100% mà Lộc chưa lãnh đủ 20%. Chắc chắn. Okay. Ý là Hùng đây khẳng định là Lộc đã lãnh đủ rồi. Em nhưng mà còn một vấn đề nữa là cái này chỉ là cái doanh thu mà kênh chính của mình thôi, còn doanh thu kênh phụ nữa và doanh thu của quảng cáo. Kênh phụ thì trước Tết á là đâu có đăng cái gì nhiều đâu. Kênh phụ thì nó cũng sẽ là một con số cũng khá khá nữa. Rồi doanh thu quảng cáo nữa là chặn vô thì nó phải tính ra kênh phụ không có nhiều. Cái này Linh. Ủa phụ chính gì cũng phải minh bạch chứ. Minh bạch hết. Đúng không? Ví dụ phụ mấy trăm ngàn đô thì ở chính mấy trăm ngàn đô thì phụ thì 5 đô cũng là 5 đô. Ý là người ta đã không minh bạch thì từ chính qua phụ người ta cũng... Thí dụ mình nếu mà 20% của 100 đô nó khác kia 20% của 1.000 đô. Nó phải minh bạch rõ ràng, đó là con số mà con số thì đâu biết nói dối đâu. Nhưng cái quan trọng là mọi người á, có nhiều bạn bè là đang nghĩ Lộc là tham á. Là Lộc vừa ăn kinh chính, vừa ăn kinh phụ, mà vừa muốn tách riêng ra để làm nữa.
thì đây là mình xin khẳng định luôn cả nhà, kinh chính mình ăn cũng đủ và kinh phụ thì cũng là không có luôn, coi như là mập mờ luôn và không có nhận. Facebook mà Facebook thì không, tiền quảng cáo thì có, tiền quảng cáo thì tại vì tiền quảng cáo thì anh Lộc có thể kiểm soát được là khi mà đi quay cái quán đó thì sẽ có quảng cáo, còn nhưng mà chưa chắc nha, chưa chắc có những cái quán mà lỡ bút hùng hay là gì đó rồi người ta thỏa thuận với sao, ừ khi mà em quay xong rồi giờ anh chuyển tiền em cái đó cũng chưa biết được. Đúng rồi, tại vì nếu mà nếu mà tiền quảng cáo mà gọi là tiền booking đi cho nó dễ, nếu tiền booking vậy thì mỗi lần book vậy á là khách cái quán đó nó có làm trực tiếp với lại Lộc không hay là làm với Hùng thôi? Thường đa phần là làm với Hùng, là kiểu là Lộc tới quay là Lộc cũng không biết là ngày là cái được có được thông Hùng thông báo là tới quán đó ngày đó mình quay booking không? Ví dụ là những quán nào mà mình có liên hệ qua fanpage á thì lúc trước là Lộc là người tạo cái fanpage Fanny Hùng, thì Lộc sẽ thấy cái tin nhắn đó thì là Hùng sẽ báo là quán đó sẽ có booking, còn số điện thoại nó gì còn cái Zalo thì Lộc không nắm được cái đó. Vậy là hoàn toàn là Hùng có thể như này, là chúng ta có thể Hùng có thể là làm việc riêng với quán, làm việc riêng với quán và ăn riêng mình đúng không? Đúng rồi. Tại vì thực sự là cái người xem và cái người mà mình lại quay mình cũng không biết được cái quán nào là booking và quán nào không booking. Nói chung cái quan điểm của em là như vậy nè, một khi mà Hùng đã ăn chặn tiền ông Lộc rồi, nên sẽ kiếm tất cả cái biện pháp để nó ăn chặn tiền ông Lộc tối đa có thể. Giống như là em nói quan điểm em á, nếu mà mày ăn trộm ăn cắp một lần là suốt cuộc đời mày trong suy nghĩ tao vẫn là hàng trộm. Rồi, ok. Đó, kiểu gì á. Rồi, thì, đó là tiền booking. Rồi còn có kênh mình có tiền donate không? Donate thì donate không đâu, donate tùy. Ít lắm. Mà thì phải làm rõ cụ thể từng đa phần cái tiền đó là để gửi cho tụi Lộc, rồi xong rồi tụi Lộc sẽ gửi tới cái hoàn cảnh khó khăn nào đó khi mà mình đi quay. Đúng, nhưng mà nó có minh bạch không? Thì nó cũng vẫn không có minh bạch. Ý là đúng ra là nó phải có minh bạch thì mình biết, còn cái đó Zalo này kia thì mình cũng không nắm. Đúng ra là mọi thứ là phải minh bạch đúng không? Đúng ngay từ đầu. Nói thì sợ nhiều khi anh Lộc anh lại hiểu sai nữa. Thì đó thì nhiều khi nói cái đó là mình phải show cho anh Lộc biết là kênh phụ của tôi không có nhiều. Để mình móc lại suy đoán là lần này còn cái kênh phụ nó chưa show cho mình nữa nữa. Về tiền quảng cáo được cái kiểu, tiền quảng cáo thì đã chi rồi thì biết rồi. Anh chấp nhận, là 1/4 mà. Nhưng mà anh đang nói là con số 20%, em nói nó có đúng thật sự là 20% hay không? Em chắc chắn là lắm luôn, em cắn với Hùng luôn. Chỉ có mấy tháng gần đây thôi, chứ trước đó thì không có. Có nghĩa là 20% là Hùng đang nói là mới đây thôi, trước đó là không có. Mới đây là khoảng thời gian từ nào? Ý là 2 năm mà khi mà nhóm cũ tách riêng ra là Lộc quay mà Lộc không có nhận thù lao gì luôn. Tại vì mỗi lần đó là con Hùng cũng mới sanh vợ bầu hay là gì đó, thì lý do này kia thì mình cũng nhận cái đó mình thấy nó cũng kỳ lắm. Mà lúc đó thì 50.000 một lít. Nên kiểu như mình cũng lúc đó mình làm dạy võ này kia thì nó cũng có cái thu nhập á. Nên mình cũng kiểu như mình choàng qua. Nhiều nghìn thì cũng là 200. Vì trừ thế rồi nghe cái kiểu cũng 100 mấy thôi. Ý là cái kênh phụ á, là cái kênh phụ là gần đây á là anh Lộc không có đi quay cùng thường, cho nên là cái đó cũng phải công nhận là phải sẽ chia ít lại. Nhưng mà cái về cái khoảng trước á, YouTube nha là nó sẽ vẫn trả tiền cho những cái clip mình đã đăng đúng không? Đó, cái đó là em là người hiểu rõ nhất. Giống như là Hùng đó, nó sao ta, cái tâm lý của nó là giống như là ông Lộc chỉ là người quay ăn cái ăn sản phẩm thôi. Còn khi mà đã nói người ta chia 20% là giống như một doanh nghiệp tự nhiên rồi, thấy nó ông Lộc cũng đi du lịch ở đâu rồi lại không chia cho người ta hay sao, đúng không? Anh hiểu em nói không? Đúng rồi. Giống như ông Lộc không xuất hiện thì những cái clip kia nó cũng đổ doanh thu về. Đúng rồi. Thì phải chia cho ông Lộc 20%, còn này nó nói là khi mà ông Lộc không đi quay thì nó sẽ chia ít lại, còn đi quay tần suất nhiều nó sẽ chia nhiều hơn. Vậy là muốn được. Không được, nói chung là ý là mở là một người mà kiểu như làm trong mảng này luôn cả nhà. Nhưng mà mở thì kiểu như là sẽ ngồi ở đây với góc nhìn là một người mà là người xem vậy đó, thì mở sẽ có cái chính kiến của mình. Đúng. Tại vì một cái clip mọi người, một cái clip mà mình đăng lên rồi á thì nó sẽ trả tiền theo thời gian dài lắm kìa mọi người, 3-4 tháng, thậm chí có những cái clip mà đời. một năm sau tự nhiên vô tình nó viral lại thì nó YouTube mới vẫn trả tiền theo clip một năm trước.
Vậy không có nghĩa là đồng nghĩa là đã sở hữu 20% trên tổng doanh thu kênh, là bất kỳ phát sinh gì từ cái kênh đó trở ra, mọi thứ không cần biết, cứ kênh đó mà trở ra kiếm được tiền. Rồi xong rồi trừ hết chi phí, giống như chi phí mua máy móc nè, đó, rồi chi phí mua cái này cái kia, thậm chí cái này là mở ý kiến của mở nha. Mở có nghe Hùng nói là Hùng mua một cái dàn máy máy quay 100 triệu, ừ, đúng không? Đúng rồi. 100 triệu đó là tiền đâu ra? Tiền từ kênh thì Lộc phải có 20% trong cái dàn máy đó. Nhưng mà khi mà mua cái máy nó xong á, là Hùng nói với Lộc là cái máy đó là em xuất tiền của em mua, nên anh Lộc giữ Lộc thấy cái máy đó là nó nặng tiền quá. Lộc nói là trừ vô cái tiền lương tháng đó của anh đi, anh đã gọi là Lộc đã gọi là tiền lương rồi, thì có nghĩa là Lộc đâu còn đi làm mà cho vui nữa đó, mà Hùng đang cứ chụp vô cái câu mà làm cho vui lúc mình mới vô rồi. Đó à, mà nếu mà cái này nói nè, nếu thực sự nó rõ ràng á, là Hùng nó đang không phân biệt rõ là cái tiền những cái gì mua về cho công ty, tại vì cái này cũng của công ty thôi, máy móc mua phục vụ cho công ty, nghĩa là Hùng đang nói là cái đó là của riêng Hùng thôi. Sao mà của riêng Hùng được? Bây giờ thí dụ mở với lại Hằng Ngọc Phúc cùng làm một cái business, ừ, mà ăn chia 5 năm, bây giờ cần phải mua một cái nhập giải về mua cái máy quay, giống như là nhập đồ đạc về, nhập máy vải đi, mà bây giờ tự nhiên bắt thằng Bụng Mỡ, thằng Mặt Phút bỏ tiền mua cái máy quay đó, xong rồi anh chia 5 năm thằng Mặt Phút chịu không? Thay vì nếu mà anh chia em 5 năm rồi, anh lấy cái tiền ở trong 5 năm của anh á, anh mua thì đó là của anh. Đúng. Nhưng mà vô lý một cái vậy nè, khi mà mấy thanh niên này đi giao lưu với cái kênh á, thì sẽ có mua quà. Mà chia ở đây là chia 82, mà khi mua quà ông Lộc lại Hùng 5 năm. Anh hiểu không? Anh hiểu ý của em không? Nó vô lý là chỗ đó. Mày chia tao 82 thì khi mà mua quà mày cũng phải 82 với tao, chứ tại sao là 55? 82 là cũng đúng. Mày là cái người mà thành lập công ty, mày phải giữ cái số tổng đó, xong rồi đi quà, đi hội thảo, đi chơi, đám cưới sinh nhật là mày trừ ra. Rồi xong rồi trừ hết phát sinh lợi nhuận như tháng đó, thằng cameraman trả cho nó 15 triệu, thằng editor dựng phim trả cho nó 20 triệu. Là mà tháng đó mình lãnh tới 200 triệu thì mình trừ cái đó ra. Rồi mình đi quay content, mỗi quán mình quay 1 triệu 500, 200, 300 là tùy mình. Rồi mình đi du lịch các kiểu, là trừ hết đó ra, trừ hết mọi thứ rồi đóng trừ thuế cho nữa, là còn lại bao nhiêu mới chia 82. Ừ, đúng rồi. Cái đó mới là một cái quy chuẩn. Nó mở thì rất là rành về công ty cả nhà, mở có công ty truyền thông nên việc mà nói ra đây thì rất là uy tín luôn. Chứ mà nếu vậy á, thì chia ngay từ đầu vậy là đâu được, đâu phân định rồi tài sản công ty thì sao, dù một hai cái mít mua ra thì sao, rồi sau này ví dụ như công ty cần những cái chuyến đi dài mua xe hơi thì sao, tự nhiên cái lấy từ công ty rồi nói là tiền của mình, rồi xong lấy cái xe tài sản đó cho mình là đóng đó. Đây thì cái lý luận của Hùng á là khi mà Hùng mua cái máy đó là của riêng Hùng, nhưng mà khi mà kênh hay gì ảnh hưởng lượt xem này kia thì sẽ cùng xe ra với nhau, thì có nghĩa là khi mà khó khăn thì là mình sẽ là người phải hỗ trợ vào, nhưng mà khi có quyền lợi á thì những cái quyền lợi lớn đó là thuộc về riêng Hùng. Không, cái này là không được. Thậm chí nha, mở nghe coi mấy cái clip gần đây mở bức xúc là sao, tại sao đi du lịch mà bắt tụi nhỏ trả tiền, ừ, mà trong khi đó là đi du lịch đó là phục vụ, không phải là đi du lịch. Đúng, nếu rồi, nếu là nữa, mấy tụi nhỏ đi du lịch không quay gì hết, đúng rồi, lên trải nghiệm, lên nằm resort 5 sao, ngắm bay, ngắm mưa rơi Đà Lạt, ngắm thông, không cần phải làm clip gì hết, đó là đi du lịch, đó là đi du lịch. Không anh, nhưng mà nhiều khi tụi nhỏ đâu lại có nhu cầu đó đâu. Nhưng mà ý anh nói ví dụ, hiểu không, thì đó là đi du lịch. Thì đi du lịch mình có quyền mình mời. Ừ. Thậm chí thí dụ mà là một nhóm, một công ty, một tháng mình phải tổ chức, một năm mình phải tổ chức cho tụi nó đi di bạc ti một lần, đi travel, đi team building một lần. Còn cái này là đi du lịch mà xe, để quay phục vụ công việc, xe tiền là mình phải trả hết, bắt tụi nhỏ trả 50 thì sao nữa, mà tụi nó lương của tụi nhiều đâu. Nói chung là cũng tận dụng
tận dụng để mấy bé nó đi xong rồi mấy bé nó ăn xong rồi nó cũng có thể cầm máy quay luôn là camera à, mình là dân food review mọi người, bụng mở lên 35kg từ lúc làm food review, 35-40kg uy tín luôn nha. Mọi người ơi, không có tác hại nào mà ăn đâu, tôi nói thiệt. Hồi xưa tôi không có mập vậy đâu, hồi xưa tôi ngủ không có ngái, cái đường thở tôi nó thông thoáng lắm, bụng tôi nó không có nứt nẻ, không có gì đâu. Từ ngày tôi làm tôi ăn quá, mà thậm chí ăn quá rồi tôi ngủ rồi cái đường thở ảnh hưởng nè, rồi tim mạch ảnh hưởng nè, cái chuyện ăn nó rất là gì. Thậm chí nếu là một công ty chuyên nghiệp nha, thì sau này ví dụ Lộc với lại thằng Mạch Phút có làm công ty chuyên nghiệp phải có những cái gói bảo hiểm cho nhân viên mình luôn, thì đó mới là một cái tổ chức, đó mới là thương anh em. Mình mua cho nó một cái bảo hiểm khám sức khỏe để nó bị gì lỡ đi, nó đi với mình lỡ chiến tranh đi đứa chừng đang ngó tụi nó bị gì sao cũng có người lo. Cái này là xét về lý là sai, xét về tình cũng sai luôn, là mở không chịu được. Rồi bây giờ mình nghe tiếp nha. Khoảng trước á là cái trước nó không có nhiều, nó rất là thấp, nó không có đáng kể. Thì đúng rồi, thì cái vụ nó không đáng kể là không biết nói gì đó. Bây giờ sao trong năm này đều là Hùng chi cho Lộc 20%, giống như là nói là không có tới không, Hùng có công nhận thì nói với Linh không, nói thật sự luôn đó là anh em mình đây chỉ có ba anh em thôi, chứ mà có mấy con vợ ở đây nữa nãy giờ nó nói yên lên luôn, nó nói thiệt sự luôn á. Không có lẽ giờ nó còn kiềm chế đâu. Tại vì mình nhiều khi mình nói là mình chỉ đánh lường cái suy nghĩ của mình thôi, thật sự là tại vì anh Lộc anh cũng đủ lớn, anh cũng buôn biết anh chi mà nhầm anh cũng biết mà, nó nằm ở đâu đó là nên nghĩ là tầm bảy, nó thật sự luôn là trên dưới 10% thôi chứ cũng trả tới 15 nữa, thật sự đúng không? Nhưng mà vậy thì thấy nó bất công đúng không? Giống như công sức bỏ ra nó thật sự luôn là tương đương nhau, là cũng không đúng tiền còn mê đi, cái đó là phải công nhận. Ai cũng mọi sự quan ngại bây giờ Hùng không lấy cái xích mích dạng này, Hùng đi hỏi tất cả những người mà biết về kênh của Quỳnh Hùng giờ sẽ đọc được, là người ta sẽ suy đoán là 6-4-7-3 cũng không có ai mà đón 8-2 luôn. Nhưng mà Hùng chia chính phủ vậy là quá sức những gì không được, chính phủ nãy nói đúng không, không được xin phủ lúc đó anh chịu xin phủ nói sao Hùng ghét bên anh chịu thôi, chứ giờ thấy anh Lộc như vậy là quá tội nghiệp cho anh Lộc. Không biết là cái xe của anh mua nhiều người nói là anh làm từ tấp, nhưng mà lúc đó là anh mua phải mượn tiền đó anh ơi. Nó là xe máy á, à, chứ không phải xe hơi. Chiếc xe của nói chung mà thường á là cái tiền này á là cái người đồng hành của mình á, ví dụ mình người ta có được mình có được chiếc xe hơi lớn thì cái người đồng hành họ cũng phải có một chiếc xe hơi nhỏ. Đó thì không, mà đó là quan niệm của mở. Hai vợ chồng em nói lúc mà anh Lộc anh mua chiếc xe á là hai chồng em đã ghi từ đó. Tại vì nếu mà nói về Trinh Thu mà chia 6-4-7-3 là ông này cũng gắt được nhiều tiền, mà sao tại mua chiếc xe làm gần lên vậy. Đúng không? Chiếc xe đó với em ấy, chiếc xe khác là em làm nửa tháng em mua được. Đúng. Mà tại sao ông này mua chiếc xe này là quay 2-3 clip. Ông làm gần tính ra ông này rất là mừng khi mua chiếc xe. Thì em nghĩ đó là suy luận ra là ông này được chia rất là ít, nhưng mà mình cái chịu giống như anh em chơi nha, mình tới nhà mình không hỏi. Đó thì nó đâm ra nếu mà không hỏi thì ông này anh nói rồi, cái này là Lộc nó bị tổn thương á, là bị tổn thương nè, là mình đã không có tiền đúng công sức. Yeah. Nhưng mà trong cái quá trình năm đó mình lúc nào mình cũng nghĩ là Hùng nó không đủ tiền, nó phải trang trải, nó phải lo cho anh em. Cái kiểu nó khó chịu lắm mọi người, ý là mình không nhận được thì thôi, mình còn phải nghĩ cho người ta. Là mình nghĩ là trong cái năm đó người ta anh em nó đang gồng gỗ đang như thế này, cuối cùng trong năm đó mình lựa chọn bị lừa đảo. Nhiều khi lúc đó ông Lộc á lại trong tâm trong trạng là ái nái đi chứ. Ủa tự nhiên khổ vậy mình phải lấy tiền nữa. Nhưng không biết nó đang cắn mình đâu. Cắn tiền. Ý là Hùng luôn đi chiếc đúng xe rồi. Mà xe máy đó để đi quay. Nhưng mà khi mua xe hơi rồi á, Hùng vẫn nói với Lộc là tiền đó là tiền mượn của ba vợ. Và nói từ đây từ tuần này tháng này qua tuần kia tháng kia. Nhưng mà mọi người để ý nè, đến nỗi cái tập mà có vui đùa á là cho nhỏ 1 triệu. Nhỏ gửi là 500 là sao? Tại vì là phải thể hiện được, phải nói với mọi người là trong không khí của team lúc nào là cái team mình đang khổ.
thì một lúc nhỏ nhưng Dương nó mới trả tiền lại ngược lại. Thì Dương nó bị ảnh ám ảnh cái đầu chuyện là cái team mình không có tiền. Tụi nó tâm sự với em là tụi nó nói là cầm đồng tiền của nó cũng nặng lắm. thì nghĩ đi, cái người mà mấy đứa nhỏ lại nó phụ đi, nó còn ám ảnh cái chuyện là team không có tiền. Thì cái người đồng hành giống như là tôi nói chứ khoảng thời gian đó là Hùng với Lập gặp nhau còn hơn vợ, nó còn hơn công ty. Đúng mà rồi, tại vì ngày gặp mười mấy tiếng còn ám ảnh cái chuyện đó cỡ nào, nhưng thực chất mình thì ám ảnh mà người ta thì đang ăn trên đầu cha mình, vậy làm được. Và lúc đó là thời kỳ đỉnh cao của anh là cái lượng học sinh lớp cọ cũng rất là nhiều. Thế nhưng mà lấy cái tiền lớp cọ mua chiếc xe ra, nhưng mà vẫn không đủ để mua chiếc xe. Nhiều khi anh cũng buồn lắm, đời anh còn có mẹ rồi còn có em nữa, anh cũng phải chi phí chứ. Có tháng anh mượn thêm, em hỏi lên là anh mượn lên 100, sau đó anh còn mượn ở phía ngoài nữa. Anh không dám mượn em, tại anh nghĩ là em khổ như cái em đang nói. Thôi chưa, nghe nói không, lúc nào Lộc nó cũng phải dứa cái tâm lý là thằng đồng hành của mình nó khổ. Thấy nó nó lại thất vọng. Em phải giải thích với anh là hiện tại là em đang khó khăn thật. Tới giai đoạn là vẫn còn khó khăn. Vẫn đang khó khăn. Ý là bây giờ là hiện tại là đã 300 mấy ngàn đô rồi. Bây giờ đừng đặt tên Phân Yên Hùng. Khó khăn tiếng Anh là gì vậy? Khó khăn tiếng Anh là gì? Difficult. Khó khăn. Ôi dạ là không khó khăn. Khó hoài. Hiện tại là cái tiền mà em, số tiền mà anh thấy 300 ngàn đô đó, bây giờ thì nó cũng vào xe. Đó. Bây giờ sẽ giải thích là cái số tiền vào đâu nè. Rồi vào cái đó mà dưới qua rồi, chứ em đâu còn nữa anh. Dạo xe thì xe là bạn có 20%. Xin chúc mừng bạn, bạn đã có sở hữu 20% chiếc xe, đúng không? Vậy là được cái bánh, 4 cái bánh. Phải không? Nhưng mà cái đó là của em hay của anh? Chứ nếu mà từ đầu em nói là em mua xe là tiền của em, mua đất là tiền của em, thì cái vấn đề là nó không dừng lại ở đó rồi. Cái này em cố tình, em giấu, em nấp liếm anh là em mượn ba vợ. Thì khi cái mượn ba vợ đó trên danh nghĩa là em đang thiếu, thì em phải trả. Mà thiếu em phải trả thì em phải lấy tiền từ đâu? Lấy tiền từ YouTube. Mà việc anh em mình cùng đồng hành với nhau mà mình đã có những cái như vậy, mình nhìn qua anh mình đi. Và cái vấn đề mà nhà với xe, anh không tin em là anh không tin là em là người đứng ra mua luôn đúng không? Ý là anh nói em là bỏ tiền ra mua luôn hẳn, em không mượn ba mẹ. Không tin là em đứng ra mua luôn. Có nghĩa là nó mua luôn rồi. Chứ không góp gì hết. Đúng rồi. Ý là lỡ nói ra rồi xong rồi chỉnh lại. Em nói. Đúng không? Ý anh là em vậy mà. Em mượn em cũng phải trả thì đó là tiền của em. Dạ. Yeah. Em có công nhận anh điều đó không? Nhưng mà cái đó là anh Lập nói gì cũng đúng, cái đó là vấn đề riêng của Hùng. Nhưng mà thực tế là cái tiền mà Hùng nó nhận được thì nó làm gì chả biết được. Đúng rồi. Phải nó vô nhà xe là nhà là tất cả đất rồi đó. Nhiều khi chi phí con cái học hành đúng rồi, ăn uống rồi cuộc sống tốt hơn thì nói chung mấy cái đó thì cái mà anh cũng nói là xe cộ anh em mình cùng tốt lên, nhưng mà khi mà em đã tốt rồi em nhìn lại thì chung là anh thấy anh tệ lắm. Kiểu như lúc đó cảm xúc cũng thật đó mà chỉ mình nói chuyện mà. Còn cái ghi âm thì mình cứ để bình thường thôi. Thì mình cảm thấy là đồng hành với nhau mà một người thì kiểu cảm giác là có tất cả rồi. Còn mình nhìn lại mình thì mình cũng ý đó. Ý cái quan điểm em lúc đó là em nói là bây giờ không phải nói là vấn đề là mày lấy tiền mày mua xe mua nhà. Nhiều khi 8 tỷ mà đưa ông này có 200 triệu thì nó tròn đâu đó khoảng 7 tỷ 8 thì trừ chi phí ra còn 5, 6 tỷ thì mua nhà mua xe nó làm gì hết. Đây là nhiều khi về cho con học trường quốc tế nè, rồi mua vài miếng đất, chứ đâu phải đơn giản là chiếc xe thôi mà Lộc, nhiều khi ông Lộc cũng nói một chiếc xe, hai chiếc xe thì nó lại nói là tôi đâu có thể làm tôi cầm 8 tỷ nó mua 1, 2 cái chiếc xe đó được, nó phải nhiều hơn chứ. Đúng không? Chi phí dài hàng ngày. Nó phải nhiều hơn. Nên không, mình nói chứ nói là con số 8 tỷ đó thì lấy về. Nói chứ cũng phải trừ ra cái tiền mà mình không nghĩ là mình không để cho mọi người nghĩ là Hùng cầm 8 tỷ hết. Đúng rồi. Tại vì phát sinh đi đi quay tiền ăn, tiền uống. Đó, thì 8 tỷ đó là mình đã làm tròn xuống rồi đó.
rồi tiền mua máy quay đó đã mới nói đó, tiền mua máy quay mà thậm chí là lúc đầu mở quay với lại Hùng với Lập là quay bằng điện thoại mà. Cái điện thoại mà mọi người biết không, bể cái màn hình luôn mà không mua cái điện thoại mới luôn á mọi người. Nhiều khi cái đó cũng là một cái chiêu để cảm giác là mình quá khó khăn rồi, mình không thể đầu tư được. Nhưng mà một lần đầu tư cái là từ điện thoại mà lên trên cái máy mà kiểu như là hiện máy nó dữ lắm ha, máy nó thật sự là bụng mở có rất nhiều máy quay nhưng mà chưa dám mua cái máy đó luôn, cho mấy chục triệu. Không mà đúng ra là anh Lộc phải cảm ơn Hải vì điều đó, đúng là ra ngoài Sapa mà cầm cái điện thoại nét vậy không, ông Hải cũng đầu chụp xuống hồ hoài luôn. Thì mới mua cái điện thoại, ông Hải mới ông cũng mới nói nhiều câu, nói là mày bây giờ mày có một con số dư rất là nhiều mà tại sao mày không mua. Thì lúc đó là YouTube sắp trả tiền nên Hùng mới mượn tiền của Hải mua, là Hùng lãnh tiền YouTube, là Hùng trả qua anh Hải. Là lúc đó anh Lộc mới phát giác được là lương của Hùng là phải hơn 100 triệu, tại vì bộ máy đã 100 triệu rồi thì lãnh lương 130 triệu, lãnh lương là chuyển qua cái rụp luôn. Chuyển qua cái rụp là anh Lộc lúc đó anh Lộc mới phát giác được là cái lương của Hùng là phải hơn 100 triệu, mà cụ thể đây là hơn 130 triệu mới chuyển qua cho anh Hải cái rụp gì được, đúng không? Đó là lúc đó anh Lộc mới phát giác ra được điều đó đó. Ý là chuyển qua rồi Hùng nói là cái máy đó là của em mua để phục vụ quay, có nghĩa là đã thuộc quyền sở hữu riêng rồi. Sao lấy tiền công ty chuyển một cái rụp mà sao của em được? Thì cái mà nãy giờ bụng mở giải thích ra cả nhà là cái máy đó thì nó vẫn là phục vụ cho kênh, đúng rồi, chứ không phải là của riêng ai hết á cả nhà. Thậm chí cái mic này nè, cái mic này thu âm cũng là gì, tại vì đó là tất cả chi phí là lấy từ đúng rồi, tổng thu nhập mà tự nhiên nó vậy là không được. Nhiều khi bây giờ để anh mua một cái món gì đó anh tặng Phụng á, anh thấy là anh buồn bản thân mình luôn á. Thấy là bây giờ mua một cái nhẫn, mua một cái gì đó nhỏ nhỏ thôi, cái nhẫn bạc hay nhẫn vàng chừng 1 triệu mấy, 2 triệu rồi đó, anh còn phải tiết kiệm từng đứa học trò, tiết kiệm từng cái đó. Trong khi nếu thời kỳ đỉnh cao mà em trả xứng đáng cho anh cái đó thì anh em mình không tới ngày bây giờ, tại anh đã có đủ những cái đó rồi. Thôi bây giờ anh nói như vậy thì thôi em cũng xin nhận lỗi về em. Xin nhận lỗi về em là chưa thấy mình có lỗi, ý là chưa thấy có lỗi, là giống như là kiểu là gì vì mà em không phóng gì, vì thương anh quá, vì thương cho nên em lấy cái phần lỗi đó. Nhận tạm thôi. Nhưng mà mình phải bắt nó phải nhận. Nhưng mà sợ lỗi đó của nó. Và em kiếm cái hướng mà mình giải quyết. Dạ. Em cũng xin nhận lỗi về em. Tại mình đã có Linh ở đây rồi thì mình đã công khai với giới YouTuber rồi, thì không thể cấm Linh nói với người này người kia được. Dạ. Em là người đã kêu Linh ra đây. Nếu mà cuộc nói chuyện này của anh và em thì nó đang tồn tại là anh và em thôi. Cái vậy anh phải biết vậy này, là không phải em gọi Linh ra để mà làm chứng cho việc này. Linh có thể Linh nói điều đó với anh Lộc giùm Hùng được không? Có thể là Linh muốn là ba anh em mình ra ngồi nói chuyện, tại vì Linh không nghĩ là cái chuyện đó căng thẳng như vậy. Đúng không? Linh làm chứng được không Linh? Làm chứng cái chuyện đó. Ủa nhưng mà thực chất là cái bữa đó là... cái bữa đó là tại sao có cái sự góp mặt bữa đó? Thì Hùng nó gọi nó kêu em ra. Kêu em ra để mục đích của Hùng á là kêu em để áp đặt cho ông Lộc á, phải lên tiếng là ông Lộc là người tách ra khi mà cái kênh đó nó bị tụt view. Còn ông Lộc á thì ông Lộc muốn á là nói cho Hùng biết là không phải cái kênh bị tụt view mà ta mới ra làm riêng. Thì nó đang lấn cấn vấn đề đó. Thì... ủa nhưng mà một cái business hai anh em không nói chuyện với nhau được hả? Cần nhìn của thứ ba. Thì đó, Hùng nó mới điện nó mẹ, tôi làm ăn với bạn, tôi chung mớ với bạn thì bạn nói với tôi, hôm nay mình hợp thậm chí hợp những thành viên của còn lại. Mà em nghĩ cái mục đích chính may mắn là lúc đó có em thì cái ngày mà Hùng nó xô cái doanh thu nó mới rõ ràng để ông Lộc mới biết, chứ mà nếu hôm đó không có em thì cái sự thật tới bây giờ cũng chẳng có chuyện. Nhưng mà thực sự doanh thu 8 tỷ mấy thì đô không nhớ 8 tỷ mấy này là thực sự là chỉ có tới thời điểm này nha, chỉ nghe Lộc và thằng Mập Phút nói thôi. Đúng rồi, hoàn toàn không có cái gì chứng minh điều đó. Nhưng mà cũng có thể là Hùng nó bây giờ nó cũng không có dám phản bác lại, tại vì Hùng nó cũng đã công nhận rồi.
Công nhận chưa? Công nhận rồi. Mà bây giờ tụi em cũng đâu có ngại đối chứng hay là gì đâu. Tại vì em đã nhìn nè. Em lúc đó là Lộc đưa qua cho em. Em nhìn xong em lại đưa lại ngược lại cho Lộc. Anh Lộc nhìn số này đi rồi mới đưa điện thoại lại. Là trong bản ghi âm này cũng đã nhận là 8 tỷ mấy rồi. Đúng rồi. Thì bây rồi. Giờ là Hùng nó không thể chối được số tiền. Đúng rồi. Nếu mà chối thì Hùng phải giờ nói ngay trả một phép được. Tại vì nếu mà bây giờ bất cứ mà Hùng lên clip mà nó kêu không phải là 8 tỷ mấy thì xô ra, thì cứ xô ra. Tụi em đang cần số liệu đây nè mà Hùng không xô ra. Hùng chỉ xô cái con số đó. Mà con số đó là chỉ là em phát giác ra chứ Hùng không đưa con số đó nữa anh tin không? Hùng nó được chỉ đưa con số là năm 2024 cho Lộc coi thôi. Tại vì Lộc chả biết cái gì. Làm YouTube 5 năm mà đưa số 2024 làm đúng gì? Rồi. Thì đó em mới Hùng em nói là chỉ có thể sâu tới tháng 7 năm 2023 do studio nó cho vậy thôi. Nhưng mà khi Linh đưa máy cho Linh á là Linh bấm một cái rọt là ra tới từ trước tới nay luôn. Đấy, có phải là lắp liếm không? Có phải là lắp liếm mà cố gắng để che đậy cho tới phút cuối không? Nói chung là cái này là sự kiện này á. Mình phải đôi khi mình phải nhìn về phía mình nha Lộc. Đúng rồi. Lộc là người sai chứ. Tại sao nữa? Lộc sai chỗ nào nè? Theo mở Lộc sai nha. Lộc sai điểm đầu tiên. Lộc ra đường làm ăn Lộc không minh bạch, Lộc quá cả nể. Lúc đầu có thể ok, lúc đầu có thể Lộc không thấy được cái tiềm năng của YouTube. Lộc nghĩ ra là vui. Nhưng vui gì mà vui tới 5 năm. Đúng rồi. Vui quá đáng. Đúng không? Nhưng ok vui, nhưng mà khi mình thấy mình đã dành thời gian nó quá nhiều nếu vui. Ok, alo Mập ơi, alo Lộc ơi, uống cà phê, vui. Thì đó. Không đi. Còn cái này mình đã chích thời gian, chích công sức, chích gọi là cả sức khỏe của mình để mình ăn là khỏe. Không vui. Đúng rồi. Là phải là thực hiện đàng hoàng. Rồi, đó. Thứ hai, tại sao trong 5 năm qua Lộc trả lời thật lòng cho mở biết Lộc không có một yêu cầu coi số liệu. YouTube nó minh bạch lắm, tiền về bao nhiêu, tiền ra như là có hết đúng không? Đúng rồi. Tại sao không tiền về thôi chứ tiền ra là do mình tự đầu tư. Tại sao 5 năm mới? Tại vì lúc mà mới tách kênh ra là Hùng nó đã rào trước Lộc cái đó, là nó nói là đám cũ á thì khi đi làm này kia là kiểu như trên danh nghĩa là hợp tác thì không có quyền gì mà coi doanh thu hết. Sao không có quyền? Còn khi mà tới Lộc á thì nó lại nói Lộc là anh em mình đi đồng hành với nhau nên anh yên tâm. Mấy cái đó là em rất là trung thực, rất là kiểu như là minh bạch trong cái việc đó. Nhưng mà suy ra thì Lộc dở một cái là khi mà đưa 2 năm đầu thì mình không lấy tiền thì mình không có nói được. Cái đó là cái của mình sai rồi. Thì khi mà năm thứ 3 đó là khi mà nó đưa á thì mình lại nghĩ là con số đó là thật. Thì nếu mà 20% thì mình sẽ nói nó là sau cái tháng nó ra thì mới biết có đúng là 20% hay không. Với lại biết sao không? Khi mà đồng tiền nó chưa lớn. Lúc đó nó nhỏ, Lộc kêu minh bạch nó dễ lắm. Tại vì nó có nhiêu tiền á, lúc đó kênh kiếm được triệu, 500 mười mấy triệu có nhiêu. Đúng không? Là vô tình Lộc tạo điều kiện cho người ta tham. Đúng không? Thì có phải là bây giờ nó số lớn bắt đầu người ta tham rồi nè. Kêu người ta mới không công bố thì sao người ta không có. Có câu tham thì thâm, thì là tham quá thì đã xài thâm vô cái tiền đúng rồi. Đúng rồi. Thì đâu có giải thích được là cái tiền nó thì nó cái nếu mà ngay từ đầu Lộc kêu là minh bạch số tiền thì mọi chuyện nó sẽ không diễn ra vậy. Đó, đó là lý do là tại sao mình đừng có cho người ta một phút nào đó để người ta có cơ hội để người ta làm điều sai trái. Sai trái mới đầu có thể là anh điếm 10 triệu về, 82 anh điếm 500 triệu. Nhưng con số nó càng lớn thì... Nhưng mà cũng có nhiều ý kiến kêu nói là tại sao mà bây giờ lại không giải quyết với nhau mà lại kéo nhau lên mạng. Nhưng mà thật sự là anh Lộc đã cho Hùng một cái thời gian cụ thể để Hùng về thống kê lại con số đó. Mà em cũng đã gợi ý về là tính toán hay cái kiểu này nó sẽ ra con số cụ thể thôi. Mà Hùng về thì Hùng tính làm sao mở ra cái kiểu gì không thể chấp nhận được. Thì anh thấy nếu mà đưa thêm 200 triệu thì nó tổng chỉ có 500 triệu thôi. Nó là nếu mà 500 triệu mà 20% thì nó là chỉ có 2 tỷ rưỡi thôi. Anh hiểu không? Đó thì nó không thể nào chấp nhận được số đó. Thì anh Lộc đã cho Hùng thời gian, nó nhất định là em cũng nói là thời gian là một tuần để cho Hùng đưa con số cụ thể cho anh Lộc. Thì Hùng về Hùng đưa ra con số đó mà bắt buộc anh Lộc phải ký theo những cái yêu sách, những cái mà không cho anh Lộc lên tiếng.
Nhưng mà vô lý nhất ở đây á, là cái mà số tiền khi mà Hùng nó đưa cho anh Lộc á, nó nói là số tiền hỗ trợ để ra làm kênh, để hỗ trợ anh Lộc sau này, chứ không phải là cái số tiền đó là cái số tiền bù vô 20% đã hứa từ ban đầu. Nhưng mà chưa đủ luôn đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ giống như là bây giờ tôi đang thánh thiện với, ở tôi đang thánh thiện với ông Lộc, tôi đưa ông 200 triệu này để ông ra làm kênh này. Đó là anh trao khái niệm rồi. Đúng rồi, nó trao khái niệm, nó kiểu như là không không thể nào mà chấp nhận được cái những cái câu nói của Hùng luôn rồi. Đó. Linh thật sự là Linh chỉ nói là Lộc, không phải là em gọi Linh ra là để Linh làm chứng cho cái việc mình nói. Rồi em cũng không phải chuyện nó quá căng. Nhưng mà Linh nói với Hùng cái này nè, là khi mà đã minh bạch ra rồi, là cái bây giờ nó phải lấy lường là cái số tiền nó nằm nó nhận không không có đúng trên à. Cái thỏa thuận ban đầu thì bây giờ mình một là Hùng giải quyết cho anh, còn hai không biết. Bây giờ Linh không biết sao luôn, không biết sao nói cho Hùng. Hùng hiểu rồi, bây giờ vậy đi. Vì bây giờ phải tính cái gì em hỏi tính, nếu mà tính đó, thì phải tính cho nó rành mạch, nó cụ thể, để không còn cái miếng phận gì hết. Rồi ví dụ như bây giờ cái giá trị kênh của Hùng, khi mà anh Lộc mà anh đi ra anh làm viên á, mà hồi xưa giờ anh gì rồi với Hùng thì Hùng có phải tính rõ gì với anh hay là cái gì đó. Cái đó thì Hùng cũng xin nói luôn là bây giờ đồng ý là kênh 600.000 sub, nhưng mà nó đâu có lượt xem gì đâu mà. Không, tới đây em xin 5 phút để em nói lên. Em quên, bạn Lộc cũng quên luôn là hai ngày hôm nay là mình không nói tới vấn đề này. Là cái điều thứ nhất á, là cả nhà để ý là ở trên kênh Funny Hùng nó sẽ có một cái khoảng thời gian là một tháng, đúng một tháng luôn, là Funny Hùng không đăng clip. Nó là cái mưu đồ nó nằm ở đây, mình suy luận ra thì chắc chắn 100% là nó nằm ở đây luôn, là giai đoạn đó không tăng clip sẽ không chia doanh thu cho anh Lộc, có chi không? 2.5 triệu. 2.5 triệu, nhưng 2.5 triệu là kiểu như là hai kênh luôn, kênh chính kênh phụ á. Đây là chỉ kênh phụ thôi, kênh chính là không có ngàn nào luôn đó, trong khi đó kênh chính đổ về em nghĩ là chắc tầm khoảng vài chục triệu, hơn 50, có thể hơn 50, tại em nắm em biết đó là trong cái khoảng thời gian đó, nhưng mà mình không nói tới doanh thu đi, là khoảng thời gian nó không đăng một cái clip nào luôn, mà khi đăng clip lại á, là chỉ có hình ảnh của Hùng với lại vợ của Hùng thôi. Đó là từ đó là đẩy anh Lộc ra khỏi kênh nó luôn, là vấn đề thứ nhất. Còn vấn đề thứ hai á, là Hùng không tôn trọng khán giả khi mà xem kênh, tại vì anh Lộc á, anh kể lại á, thì mình sâu chuỗi lại là Hùng á, chỉ biết tiền và tiền mà thôi. Khi mà anh Lộc á, ở đây luôn á, là tôi xin lỗi cô Năm Lương, là anh Lộc á, anh nói cái trường hợp của cô là khi mà anh Lộc đi thăm cô á, khi mà cô bệnh tim á, thì Hùng mới nói là ủa cô Năm Lương chỉ là một người xem kênh thôi mà anh mắc gì phải nhiệt tình như vậy đó. Cô nghe đến đây thì cô đã sáng suốt rồi được chưa? Trong khi đó hai ngày hôm nay thì cô đã nhắn tin từng anh em ở trong nhóm của con và của anh Lộc luôn, là cô chửi không còn cái gì hết đó. Thì tới nay thì cô đã biết ai là thật ai là giả chưa đó. Thì đó là vấn đề thứ hai. Còn vấn đề thứ ba nữa là vấn đề gì quên mất mẹ. Nói chung là có ba vấn đề để mình nói, mà em nói là em nhớ lại là em không thôi là em quên. À, vấn đề ông Lộc ông tạo cái kênh cái fanpage, thì hồi xưa là ông Lộc ông tạo xong thì em mới giới thiệu nó vô công ty MCV để kiếm tiền. Thì tháng đầu tiên là kiếm được 30 triệu đó, thì có clip mà chi ăn em luôn, là đãi em ăn lúc đó ăn bê thu thì phải đó. Thì đó cái đó là cái của ông Lộc ông tạo, xong bây giờ bể chuyện ra thì nó lại kích ông Lộc ra, không cho ông Lộc còn ở trong cái fanpage đó nữa, có chụp hình đàng hoàng ấy. Đó. Tạo hả, ai tạo thì bạn lấy, tạo thì bạn lấy 8. Nhưng mà không, nhưng mà khi mà nó ký hợp đồng là thằng Hùng á, nó đứng tên nên nó là cái tên đó, thì sợ là nó có thể kích ai một tạo. Nhưng mà Funny Hùng là tên của người không. Khi mà nó ký hợp đồng với bên công ty nữa là một câu chuyện khác rồi, thì nó kích ông Lộc rồi. Bây giờ ông Lộc không có còn quyền quản trị gì trong đó hết đó, thì nói chung là kiểu như là cạn tàu gáo máng rồi cả nhà. Bây giờ thì chỉ còn một cái mà mình, cái này là ý kiến riêng của em thôi nha, còn ai chửi em chịu. Cái này là kiểu như là Hùng cũng có một thời gian là bạn của em, thì em cũng khuyên Hùng là bây giờ chỉ còn một cách giải quyết để so dịu cộng đồng mạng, là Hùng phải giải quyết cho ông Lộc 20% giống như đã hứa từ ban đầu nè, là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là phải lên một cái clip xin lỗi cộng đồng mạng, tại vì mình cái này là thật sự luôn có lỗi với cộng đồng mạng, là cái thứ nhất không tôn trọng người ta,
nên mới làm mới ăn cái kiểu đó thôi. Đó, cái thứ hai nữa là phải xin lỗi ông Lộc vì một thời gian rất là dài đó, để kiểu như cái này là nói sao ta, đó là kiểu như là lợi dụng tín nhiệm của người ta để mình ăn tiền người ta còn gì nữa, đúng không? Ví dụ bây giờ câu chuyện này nó lắng xuống rồi, bây giờ Hùng không đưa trong lòng ngàn nào là ăn tiền của người ta còn gì nữa. Thì anh dám đưa không? Anh dám đưa ngàn nào không? Anh nghĩ là nếu cái phương án đó thì đối với Hùng hiện tại á không có khả năng, chắc là rất là khó, nhưng mà mình vẫn mong là Hùng sẽ thực hiện được cái điều đó. Nói chung anh em trả ai rồi thì ai vô đường cùng đó. Bây giờ mình cũng xin phép là mình nhắn tin luôn cho Hùng luôn, và cho Hùng thời gian là 2 ngày. Nếu mà Hùng rep lại tin nhắn này kia ở đây thì cả nhà biết được là nó cũng đã mở ra một cái con đường để kiểu như anh em mình có thể nói chuyện thoát ra. Bây giờ là Lộc muốn gặp Hùng một bữa để được ngồi nói chuyện, mà gặp ở đó có những anh em thân thiết chứ không phải là chứ không phải là gặp hai người giống như Hùng đó. Bữa em rất là tức Hùng luôn, tự nhiên ngày đầu tiên ra có mình mà sao lại không cho ông Lộc dắt em ra hay là gì đó thì mình không biết, nhưng mà thật sự đó, nói chung là anh em cả hai mà dồn Hùng vô cái đường cùng hay là vô một bức tường mà kính đó, đó. Ví dụ bây giờ Hùng nói là bây giờ ok giải quyết 20% cho ông Lộc đi, là bây giờ hồi xưa giờ ông Lộc lấy là 300 triệu đúng không, thì giờ còn thôi giờ còn tối đa luôn là 700 hay 800 gì đó, thì bây giờ tôi có bao nhiêu tiền 300-400 để trả trước cho ông, còn lại thì tháng tôi gửi ông 20-30 gì đó, tranh thủ dẫn đổ về mà nó quay trọng cái là đó có, quá hợp tình hợp lý luôn, quay trọng là có thiện ý trả không. Rồi lại một bảo muốn nói với mọi người này nè, mình mở thấy cái số bình luận nói là kênh Phinny Hùng không có dọn xin lọc là không ai coi, là kênh Phinny Hùng không Phinny Hùng không có thực lực, nhưng mà mọi người ơi vậy không đúng, nói vậy là quen cho Hùng là người chủ kênh, đúng rồi. Nói chứ mình phải nhìn nhận những cái điểm mà không có, nó làm không có nhiều có nè, mở nói những cái điểm mà Hùng làm cho Lộc nha, làm cho kênh luôn. Thứ nhất là mở nghĩ là chắc là content đi quét đến quét kia đa phần là Hùng làm, ông hai anh em cùng làm. Nhưng mà về cái ý tưởng mà ăn cái tô á thì Hùng là ý tưởng của Hùng đó là bấm bóp ý tưởng rồi, mà cái đó cũng là việc quan trọng lắm chứ bộ. Rồi chăm sóc rồi điều hành rồi các kiểu YouTube đó, thậm chí bây giờ mọi người lên rõ Võ Sư Lập sẽ ra một hề hết một cái danh hiệu, nói chứ danh hiệu Lập cũng lớn, cũng sẽ có nhiều người biết, thì đó cũng là một phần công lao của Hùng chứ không phải là nó không có công lao không có gì hết. Mình bác gạt bỏ hết nó đi là mình sai, mở nói ra để cho mọi người thấy là anh em khi mà ngồi nói chuyện với nhau còn nghĩ cái tình cái nghĩa của nhau, còn nghĩ là ngày trước mày giúp tao này tao giúp mày này đó, thậm chí còn cái chuyện tiền bạc đâu đó thì nó phải phân minh để cho không ai thiệt ai, nói đúng 8-2 là phải trả đúng cái phần hai chứ không phải 8-2 mà trả đi kiểu 8-2 của 8-2, đúng rồi, làm được đó. Thì bây giờ mọi người cứ kêu giỏi rồi mà phát tên chăng úp hết những cái đoạn ghi âm này không, em nghĩ là Lộc nên úp cái đoạn ghi âm này dưới phần mô tả ai muốn cái nghe link ở dưới, ai muốn nghe thì sẽ tự động vào nghe để hiểu rõ câu chuyện này hơn đó mọi người. Thật sự là kể cả team của Hùng, kể cả một mở là người ngoài nha, kể cả Linh, không ai muốn anh em phải như vậy á. Tự anh em mình cùng chơi cùng ăn, tự nhiên hồi xưa á nghĩ đi, cái lúc mà khổ quá cùng ăn một dĩa cơm được, cùng uống ly trà đá được, tự nhiên bây giờ có tiền lên thì đấy mẹ có anh em cũng có tiền cùng vui đúng không, thì đó, lại không cùng nhau được thì đó bởi vậy mới có nhiều ý kiến nói là anh em chơi với nhau giờ kéo lên mạng làm âm sầm, nhưng thật sự tại câu chuyện nó không phải là ở vị trí của mình, chứ nó thật sự nếu mà một người nào đó mà ăn chặn tiền mình nó cần cả tỷ bạc không có ai mà im lặng được hết trơn á nha. Thử đặt câu chuyện của anh Lộc với Hùng vào cái vị trí của mình đi, mình có nói ra được câu đó đó không? Nói chung là thật sự luôn, nói thật sự luôn nha, nếu mà Lộc nó chịu phần thiệt cũng được đi. Lộc đã chấp nhận là từ 25 xuống 20, nhưng mà tại vì sao mình không chấp nhận được là
anh em mình mà đâm sau lưng mình đó, lừa dối mình. Đúng rồi. Thứ hai, mình không còn phải mình nữa, mình còn những người phía sau mình. Tự nhiên mình ra đường này ông mình chơi rồi, vợ mình nó sẽ nghĩ sao về cái cách chơi của mình đó, rồi mốt nó cho mình làm ăn với ai. Rồi ngoài vợ ra còn có ba mẹ nghĩ con cái ra đường chơi bị lợi dụng vậy. Ba mẹ cũng buồn. Đúng rồi, nó đã liên quan tới người lớn rất là nhiều người, nó không phải liên đới anh mà. Anh có tin không, em có đọc một cái bình luận mà đúng thấm luôn á, là nói là nếu mà không đưa cái thằng Phương Đi Hùng lên trên mạng này để dạch trần á thì lừa khán giả rất là nhiều. Tại vì nếu mà không đưa lên á là khán giả đang ủng hộ Phương Đi Hùng, cứ nghĩ Phương Đi Hùng là một người tốt. Không, không. Là người ta đặt cái niềm tin vào không, đó. Sợ nha, mà mọi người cũng ở chơi với Hùng. Ừ. Nói chuyện với Hùng. Đó. Thì rõ ràng rõ ràng trước đây chưa biết sự việc này, Hùng một người rất là tốt. Đúng rồi. Nói chuyện rất là dễ thương, nói chuyện rất là khôn khéo, anh em chơi nhau hết mình. Đó. Nhà này nói thiệt. Là người ta nói là bây giờ nếu không dịch trần ra thì người ta nghĩ Hùng là một người tốt, người ta cứ đặt niềm tin, người ta cứ thương yêu, người ta cứ theo dõi hoài, khác gì người ta bị lợi dụng. À, kiểu như là đọc một cái bình luận nó đúng lắm luôn á. Người ta nói là nhờ những như vậy mới biết là kiểu như là ai dần thật, ai dần giả. Đó, để người ta biết người mà người ta đặt lòng tin, người ta theo dõi. Trời, em nói anh á, nhiều khi mà những cái kênh giống như tụi em á, không nhận tiền ủng hộ rồi nha. Còn những cái kênh mà người ta nhận tiền từ nước ngoài về, nó sẽ là một câu chuyện khác nữa. Đó. Rồi, cái lòng tin nó quan trọng lắm. Bây giờ hai anh em cũng đã kiểu như tư vấn cũng như đã góp ý cho mình ở cả nhà, nên mình cũng muốn kiếm một cái lối thoát cho cái việc ngày hôm nay á, là mình sẽ nhắn tin trực tiếp cho Hùng. Nội dung luôn. Nội dung là mình sẽ đưa cho cả nhà coi, nhưng mình sẽ đọc trước nha. Anh muốn gặp em và có bên thứ ba rõ ràng để giải quyết rõ ràng và rành mạch vụ 8 tháng 2. Mở khi lỗi xe ngang, đừng dùng bên thứ ba, dùng là mấy anh em đi. Có thể là không phải là mở cũng được, không phải là lĩnh được, nhưng mà mấy anh em đi. Dạ, mấy anh em cũng có quyền nhắc thêm những anh em thôi. Mấy anh em team cũ của mình, team anh em mình vậy thôi. Chứ đừng dùng bên thứ ba, nó hơi xa lạ. Nói chung là mấy anh em ở đây thì chắc chắn là có team cũ rồi. Nhưng mà những người mà hiểu biết về YouTube thì mình cũng phải có mặt ở đó luôn cả nhà. Rồi, anh muốn gặp em và có mấy anh em cũng như em cũng có thể đi cùng mấy bạn bè của em, đi cùng luật sư hoặc bạn bè của em. Đúng rồi. Giờ này mà còn nhắn tin với nhau bằng tiếng Anh em, nghe nó chua. Nhưng mà em nghĩ á, sau những cái chuyện đó, sau nhiều tập vậy á, nhưng mà ông Lộc không cũng chả vui được. Đâu có ai muốn mà 4-5 năm trời để ra một cái kết quả gì đâu anh. Đúng rồi. Đúng không? Kiểu như mà cũng thấy mà, đầu tóc bây giờ rồi râu ria này kia, nó kiểu như mình cũng không có màng tới cái bề ngoài nữa cả nhà. Kiểu mình bây giờ mà đau lắm, thầy sợ. Nói chung là đây nè, thì Hùng có thể là đi cùng luật sư hoặc bạn bè của em để giải quyết rõ ràng và rành mạch vụ 8-2, vì cái tình cái nghĩa cuối cùng còn sót lại và anh em có lối thoát cho vụ việc ngày hôm nay. Rồi, mình bấm gửi luôn nha cả nhà. Là gửi gì? Gửi bên đâu? Gửi Zalo. Rồi copy một cái gửi qua mail để cho Hùng đừng, sau này có dở lỡ ra Hùng không gặp thì Hùng cũng không nói là không nhận được. Bây giờ hết full nền tảng cho tôi. Bây giờ Hùng kêu là làm gì qua mail hả? Anh em tự nhiên hồi xưa giờ nhắn tin YouTube, nhắn tin Facebook rồi nhắn tin Zalo, giờ tự nhiên kêu làm gì qua mail. Nghe nó buồn hả? Thật sự. Nó không về làm gì qua mail với tôi. Rồi, Dương có thể cho mọi người coi gần cái tin nhắn lên. Kiểu mình cũng muốn không phải là tiệt hết cái đường mà của anh em cả nhà. Thí dụ mà bây giờ không có khả năng trả cái phần 2 đó thì trả nhỏ hay là cái gì đó như thế nào? Có hướng giải quyết. Đúng rồi. Những cái clip mà xuất hiện của Lộc trên kênh của Hùng là bây giờ giữ hay là xóa?
Đây là cái mail cuối Hùng nhắn cho Lộc nè. Đó là con số cuối cùng mà em có thể trả cho anh. Bản cam kết anh cũng đã xem qua email em gửi. Nếu anh đồng ý thì anh và em cùng ký và lăn tay xác nhận. Em chuyển anh số tiền đã nêu trong bản cam kết và coi như mọi thứ kết thúc ở đây. Còn nếu anh không muốn giải quyết trên tinh thần thiện chí thì em còn không còn cách nào khác. Nếu cần trao đổi anh cứ gửi mail cho em. Đó, thì Lộc nói đúng. Chứ không phải là mình nói dốc thì nghe nhà mở trực tiếp đọc rồi ha. Không, này sẽ chụp màn hình lại rồi để lên. Rồi, thì cái mail mình đã gửi rồi. Bây giờ mình sẽ gửi trực tiếp trên YouTube của Funny Hùng luôn nha. Ba cái mà Hùng không đọc được nữa thì mình gửi thêm tin nhắn. Tin nhắn luôn luôn. Thời gian qua em đã quá tin anh Lộc nên không ngần ngại chia sẻ mọi thông tin với anh để giờ chính anh dùng thông tin đó. Thông tin đó là cái dầm à? Không, là cái mà doanh thu á. Là doanh thu đó là cái điều phải minh bạch ngay từ đầu. Nhưng rồi. Nhưng mà mọi người có thấy không? Cái giọng văn nha. Cái giọng văn mà khi mà nói chuyện trong cái bản ghi âm á, cái câu từ nói với Lộc á rất là tình cảm anh em. Nhưng mà khi về gửi mail, gửi miết rồi bình luận rồi là không khác. Còn anh em nữa là người khác. Là đúng như là người xa lạ vậy. Là hai cái cách hành văn nó khác nhau. Đây cả nhà, gửi ở YouTube luôn rồi nha. Rồi. Nói chung là mình cũng đã mong muốn và có rất có thiện chí để mình giải quyết cái câu việc câu chuyện ngày hôm nay cả nhà ơi. Nhưng mà anh có cho cái, nghe cái đoạn mà Hùng nó đã nhận sai, nó xin lỗi. Rồi, bây giờ mình sẽ nghe tới đó luôn nha. Mình sẽ không ngắt luôn, mình nghe tới đó luôn nha mở. Với lại, bây giờ không hiểu ý Linh nói là từ trước tới giờ, chứ không phải chỉ tính ở thời điểm hiện tại. Dạ, thì em sẽ, anh nói nếu mà nói vậy thì thôi, em cũng sẽ gửi cho anh thêm tiền và cái một cái khoản nào đó. Khoản nào đó thì nó phải rõ ràng. Rồi vậy, bây giờ mình nói vậy lên đứng ở giữa. Ví dụ bây giờ nói một khoản, bây giờ Hùng chắc chắn Hùng đinh ninh lại với Lộc là 15 hay 20%. Thì Hùng phải tính từ cái mức mà Lộc xuất hiện trên kênh của Hùng. Về sau đó, ổng cái doanh thu từ đó mỗi tháng về sau Hùng lấy trừ chi phí gì đó, tính là mức lượng. Xong rồi Hùng trừ ra 20% thành lượng trên Lộc. Là cái khoản mà xưa giờ Hùng trên Lộc bao nhiêu, còn lấy số tiền đó Hùng trừ lại là mình gửi lấy ra con số mình. Rồi đó. Thì cái đó là anh em ước lượng với nhau để sau này ví dụ như mình đi ra mình còn nói với những người ở ngoài câu chuyện để người ta biết rồi Hùng hồi xưa nó cũng chia ta 20%, chứ không phải là 15 hay là 1%, giống như là mọi người nói hay là tôi suy nghĩ về nó. Nói chung là Hùng cũng nói với Linh Tân Lập á là Hùng tại vì bây giờ mọi người đang suy nghĩ là Hùng chia không tới 20%. Cái đó là chắc chắn không tới 20%. Thì cái này Hùng không phải nào thì cái đó là nói không phải này. Nào mà Hùng nói với Linh là Hùng chia 20%. Nhưng mà thôi nãy không thể nào nói với Linh là Hùng chia 20%. Câu nói này thì nhưng mà cũng lớn nhưng mà nó thiệt luôn á. Đứa lớp 3 bây giờ nó cũng tính được là 200 triệu 300 triệu, nó đưa cho anh cũng không tới 20% nữa chứ đừng nó mà ngồi à, tính sao trời 95.5 rồi à, mà sao rồi chứ nó vậy đó. Em là người nói thì đúng, em nói là em chia 20% rồi, em chia 20%, nhưng mà ý của em là bây giờ anh Lộc với Linh á là không nghĩ em là nói thật. Em cũng không, bây giờ em sẽ về em coi cái doanh thu. Và nếu như đúng như em nói á, anh muốn là đúng như em nói thì em làm gì? Em vẫn sẽ gửi thêm cho anh. Gửi thêm là trong đúng 20% đó hay là sao? Hay là em gửi cho anh 10 triệu? Có nghĩa là 20% đó chia ra mỗi tháng gửi 10 triệu. Thì Lộc đang nghĩ theo thiên hướng đó. Không, em sẽ gửi thêm cho anh Lộc, cứ yên tâm đi. Anh là anh đi quay với em như vậy thì nếu cái vấn đề sức mà anh không bức xúc tới mức mà anh nói như vậy thì em có gửi cho anh hay không? Tại vì em không biết anh Lộc, em không biết anh bức xúc như vậy, cho nên hôm nay anh nói như vậy thì em xin lỗi. Đó, thì đã chấp nhận sai thì mới xin lỗi.
mà đã xin lỗi rồi thì mà về tính một tuần vẫn không ra thì không, cái con số đó không biết. Nhưng mà nếu mà về, nếu mà bị ăn á, anh chia 82 mà chia anh chia lượng luôn cho em không đủ gì, em có bất số không mà em dùng từ không biết thì không đúng. Bởi cho anh không bao giờ ép Hùng vô điện cục. Dạ. Hùng có cuộc sống của Hùng, có con cái của Hùng, anh đã nói ra từ đầu rồi. Nhưng mà sau này anh cũng phải có cái gia đình riêng của anh. Thì khi mà Hùng nói vậy á, anh tin là Hùng sẽ làm được. Dạ. Chứ đừng để lặp lại những cái lỗi mà mình đã xảy ra từ trước tới giờ. Để em về em coi rồi em sẽ tính toán và em gửi cho anh. Còn bao nhiêu thì em chưa nói trước được. Là hứa sẽ gửi. Như hôm nay em nhận lời, em nhận lỗi, em xin lỗi. Đó, thì cả nhà cũng có câu trả lời cho mình rồi cả nhà. Và việc mà Hùng nói ở trên mạng á, mở thấy cái clip 7 phút thì nó có đi thẳng vào vấn đề không? Tiếp 7 phút để giải thích cho cái việc mà người ta thắc mắc là 82 nè. Không có cãi gì nữa, ý là tự nhiên giống như là muốn chứng minh cho mọi người thấy là cái kênh đó không phải là lọc gây dẫn. Lọc gây dẫn chỉ cùng, là biết là trước là từ ngày trước là có rồi, nhưng mà quan trọng là có rồi hay không có, quan trọng là thỏa thuận. Quan trọng là khán giả đang hỏi coi là vấn đề 82 có chia đều hay không. Ừ. Có chia đúng hay không. Và vấn đề ở đây là Hùng có muốn là quay đầu lại hay không. Đó, là khán giả muốn câu trả lời vậy thôi. Đó, bởi vì khi mà lên clip 7 phút á, thì có chú kia vô bình luận đó là tao đợi mày hôm qua nay mà cuối cùng mày lên clip mày thôi, tao vĩnh biệt mày luôn. Lên cái clip nó không đi sâu vào cái vấn đề gì hết á. Giống như là đang trải lễ và nói là kênh đó là kênh của chính mình tạo ra, chứ không á, giải quyết được câu hỏi cho mọi người. Tại vì anh nhận lỗi rồi thì không cũng không tại vì gì hết, thì xin lỗi. Em nhưng mà đối với em á là em suy nghĩ anh Lộc là một người lúc nào cũng hết mình với kênh hết. Thì em cũng phải tìm ra được câu trả lời tại sao. Dạ. Nhưng mà tại bây giờ ví dụ em đi quay với Khanh, Khanh rồi đó em cầm máy thì anh vô lúc nào. Và khi em thông báo ở trên mạng này kia, mà em nói là giờ em không đủ chi phí này kia doanh thu, anh đi theo để anh làm gì, để ăn thêm cái tiền đó và làm khổ em hả? Cái đó là một cái mà anh thấy là anh suy nghĩ rất là nhiều. Nếu mà anh đi quay với Hùng mà ra đó hai vợ chồng đang ngồi vậy thì giống như là anh đang vô ở giữa vậy, nó sẽ rất là phì cái clip. Em biết vậy nên em cũng quay máy qua và em nói chuyện với anh. Chứ em cũng không có để anh ngồi một mình. Nhưng mà anh mà bây giờ em đã nhận lỗi về cái đó rồi. Dạ. Thì coi như chuyện đó để mình tính. Còn cái chuyện mà đầu anh có nói là em ngưng một tháng luôn. Đây, đây. Và sau đó em đăng lại những cái clip mà có khăn không. Và em hầu như là em bỏ hashtag luôn. Thì những cái đó là cảm giác được là nó đã có sự chuẩn bị trước. Và khi đó thì nói chung từ anh làm anh cũng cảm giác được chứ. Anh cảm giác được là khán giả sẽ không thấy sự hiện diện của Võ Sư Lộc nữa. Đồng nghĩa với việc là Phân Hùng đi quay với vợ. Thì mục đích của cái buổi mà gặp mặt ngày hôm nay có phải là em muốn anh nói ra những cái điều đó hay là làm một cái clip gì đó với em để công khai điều đó hay không? Hôm nay có mục đích hôm nay em đến á là để làm rõ coi tại sao anh như vậy, anh không nói chuyện nhiều với em. Và cái thứ hai á là để xác định anh đi quay kênh của anh là coi như anh với Phục đi quay, còn em bây giờ em cũng quay kênh của em với vợ em đó. Nhưng mà em có cần một cái video để công khai không? Ý của em muốn anh em mình vẫn như vậy và lâu lâu vẫn đi quay cùng với nhau để khán giả người ta không có nói là mình tách ra. Giờ em nghĩ một cái giải pháp giống vậy nè, thì Hùng cứ lên quay với Khanh. Hùng nói là dạo này kênh nó tương tế rồi thôi, để bây giờ là Hùng với lại Khanh cài phim lại. Trong khi đó giai đoạn đó thì cứ để cho Lộc phát triển kênh của Lộc, rồi
sau này ví dụ như kênh có mấy chị lại thì hai anh em chẳng quay lại gì đó, để so về cái dễ thôi. Chứ Linh nói thật sự là cái sao ngày nay chưa lên mạng này kia thì anh thấy là nó sẽ là một chuyện lớn, và nó sẽ ảnh hưởng không chỉ đối với em mà còn đối với vợ em. Kênh anh rất là nhỏ, kênh anh rất là nhỏ. Anh nói thiệt đó, thời khi mà chuyện nó vỡ lẽ ra như thì là bây giờ chuyện đã vỡ lẽ rồi nè, thì vợ của Hùng là đang khóa luôn cái trang cá nhân rồi, thì nó ảnh hưởng rất là lớn. Mà hiểu được cái cộng đồng mạng khi mà người ta phẫn nộ lên nó ghê cỡ nào, nhưng mà Hùng đã ép mình cho tới mức này rồi thì mình cũng không có gì hơn là cái con đường cuối á, mình đưa cho Hùng là nãy giờ mình đã nói rồi, đó là mình đã gửi cái tin nhắn thiện chí tới Hùng và mong được nhận được cái rep từ Hùng ở cả nhà rồi. Thì mở có thấy được cái đoạn ghi âm này nó giải quyết được cho mở cái câu hỏi là tại sao mà Lộc bức xúc vậy vậy chưa? Nói chung á là lúc đầu mở lên câu thì mình mới thấy anh em mà cái này là vẫn còn nha cả nhà, ở đây là vẫn còn tới 52 phút nữa đó, nhưng mà mình chắc là mình xin phép là bây giờ anh em mình tổng kết lại ở đây. Và mở cũng có cái câu trả lời, mở giống như là những người xem kênh vậy đó, cũng sẽ có một cái nhìn mà riêng cho mình để mở tâm sự với cả nhà. Và Linh thì cũng là người chứng kiến ở đây thì cũng đã đi từ đầu tới cuối câu chuyện rồi. Thì những phần còn lại thì mình sẽ ghim trong cái Google Drive để cho cả nhà có thể nghe tiếp và có cái chứng kiến của bản thân mình. Anh mở cái ngày thì khán giả chửi đâu? Anh thì không ngại. Thật sự anh không ngại thật sự. Ngay từ đầu á anh muốn ngồi đây là anh muốn nói về phần của Hùng. Ý là anh cũng muốn cho mọi người xoa dịu bớt, là muốn mọi người thấy được cái là Hùng có đóng góp. Nhưng mà sau khi anh tìm hiểu anh cận kỹ thì cũng sai nhiều quá. Đó là lý do mà em đã đi với Lộc là từ đầu câu chuyện tới giờ luôn. Thật sự nếu mà em nói là cho một cái sự lựa chọn mà ham phú phụ bằng nha, thì Lộc chả có gì để em đi theo hết trơn. Mà Hùng lại có nè, Hùng đang cầm trong tay mấy tỷ nè, đó là em sẽ theo Hùng nè, sẽ có một cái gì đó gọi là cái bịt miệng em, đúng không? Chủ nhưng mà Lộc ở đây có cái gì đâu. Nhưng mà em nói thật sự luôn á, con người em không khốn nạn vậy. Em thấy Lộc kiểu như yếu thế từ ban đầu rồi. Từ lúc mà anh mở miệng anh hỏi em những cái câu mà liên quan về YouTube, mấy cái mà thuật toán thì em nói là anh đã bị kiểu như là bị mì lâu quá rồi, bị tệ não lâu quá rồi, em thấy anh bị thiệt thòi đó. Mà không ngờ sau này nó lại té ra một cái doanh thu giống vậy nữa. Thì em nói là ảnh là phải cần một có một cái một vài người chứ không riêng một mình em, không làm nên một câu chuyện được nữa đó. Một vài người phải đứng lên nói cho ảnh một cái tiếng nói gì đó chứ. Em nói ví dụ bây giờ một mình anh Lộc thì Lộc nói lên thì ai tin ảnh, đúng không? Người trong cuộc mà phải có người nhìn nhận, khán giả phải sáng suốt để biết ai đúng ai sai. Nhưng mà mục đích của anh Lộc á, thì em nghĩ là anh Lộc chỉ muốn cho Hùng biết là Hùng nó sai thôi. Chứ thật sự nếu mà tiền bạc thì anh em họp mặt lại nói riêng đó, chắc chắn là phải bù lỗ cho anh Lộc một cái khoản tiền nó xứng đáng, chứ không có phải thể nào mà đưa 200 triệu ra bên miệng người ta được hết. Đó thì đó anh em ngồi lại. Nó còn nếu ví dụ như Hùng muốn công khai lên thì Hùng phải đưa cho ổng một con số chính đáng. Cái này là cái quan điểm riêng của em thôi. Chứ mà kêu mà đưa 200 triệu đó bệnh viện tôi thì thôi, 200 triệu đó để tôi mua lại cái danh dự của bạn nó sẽ xứng đáng hơn. Nhưng mà anh cũng muốn tham khảo hai anh em á, đó là nếu mà Hùng không liên hệ lại, Hùng không chấp nhận những cái điều đó thì hai anh em có đề xuất một cái hướng nào đi tiếp theo không? Không, nói chung là mình drama nó cũng đừng để dài quá, yeah, nó cũng phải có một cái ngày kết. Đúng rồi. Nó cũng mà nói tới nói lui rồi, nó cũng không hay. Mọi người cũng phải tập trung về làm lại. Thì đúng rồi. Sẵn cái tiền này, ngày trước bạn đi quay với lại Hùng sao, thì giờ đây bạn có thể quay lại với cái ekip cũ thì bụng mở nghĩ chắc Hùng nó không sử dụng nữa đâu. Thì Lộc giữ lại ekip đó cùng say. Bật mí anh mở luôn là bây giờ mấy đứa nó quay đầu hết rồi. Đâu có ai mà chấp nhận cái chuyện của Hùng để mà đi tiếp với Hùng nữa đó. Thì lúc đó là cả nhà, đây là tin nhắn của bé Hân, cả nhà có thể thông cảm cho bé Hân.
Bé Hân thì lúc mà quay cái clip đó là chưa biết được là chưa drama đúng không? Drama nên bé Hân có nhắn cho mình đây cả nhà. Đây. Dương. Dương. Đó. Đúng tội nghiệp cho mấy bé nó đâu có biết đâu. Cái hướng ở đây á là nếu mà Hùng vẫn tiếp tục sử dụng những cái hình ảnh của Lộc để kiếm cái thu nhập thêm và YouTube vẫn đổ tiền về làm được thì mở nghĩ là nó hợp lý không? Không, ý là vẫn còn sử dụng hình ảnh đúng rồi đúng không? Còn không thì phải mướn. Ý là bây giờ nếu mà không ăn chi doanh thu thì giống như doanh nghiệp thôi. Doanh nghiệp muốn đăng hình quảng cáo một ca sĩ nào thì phải ghi là sự phí sử dụng hình ảnh đúng rồi. Thì bây giờ thấy trả một mức nào đó mà thỏa thuận hai người 5-10 triệu 15-20 triệu gì đó là phí sử dụng hình ảnh trên kênh đó. Cũng như muốn ca sĩ Sơn Tùng cũng vậy hay ai cũng vậy thì cũng phải có phí sử dụng hình ảnh, đó là anh em ngồi lại. Còn nếu mà lỗi không chịu nữa, không chịu nữa. Cái này thì chắc này nói thiệt nha, bạn có thể lừa dối tất cả mọi người, bạn có thể lừa dối cộng đồng mạng, lừa dối tất cả con người thân, nhưng lương tâm không có lừa dối được đâu. Đúng rồi. Thì nói chung là anh làm gì nè, anh cũng đừng có chăm mong quá nhiều. Tại vì từ ban đầu anh, thì anh từ đầu anh đã nói rồi. Đúng rồi. Nhưng thì mà việc mà người ta vẫn hiển nhiên người ta chấp nhận là bỏ ngoài tai hết những lời của cộng đồng mạng, người ta vẫn im lặng và người ta vẫn bật clip mỗi ngày, đăng clip lên mỗi ngày và doanh thu vẫn về mỗi ngày, thì có nghĩa là vẫn đang sợ đi. Tại vì đó đối với lại là mất đi của anh em, là mất đi công sức, là ví dụ, nhưng đối với người ta không mất gì đâu, vì người ta không coi mình là anh em nên đối với người ta, và người ta cũng không coi khán giả của người ta ra kg gì hết. Người ta đối với người ta một view hai view là tiền thôi, nên người ta đâu có ngại chỉ cho thích. Thì một mở nghĩ Hùng nó cũng sẽ chọn cách im lặng luôn, im lặng hết. Thì nếu vậy thì mọi người ơi, bao nhiêu người soi mình vô mình rìa bọt thẳng kênh đi. Hồi này nói hơi mất dạy, cũng mở tính nói thời kỳ. Nếu người ta mới ẩn, nếu người ta không chịu đền bù, nếu người ta mình gan kêu người ta nói chuyện thì làm thì nó không, một người đi bao không được, nhưng mà YouTube được 1,000 người đi bao nó khác không. Nhưng mà sau 3 tập anh lập lên đó thì em thấy cái sự mà phản độ khán giả rất là cao nha. Hồi xưa giờ em đã hóng rất là nhiều drama rồi, nhưng mà thật sự là người ta chỉ nói quỹ kênh, người ta chỉ nói quỹ đăng ký, là người ta chỉ nói cho bỏ tức thôi. Nhưng mà thật sự là cái con số đó mới nói lên cụ thể là đúng khi mà kênh của Vinh Hùng á, khi mà anh Lộc mới lên tập 1 á là 601 ngàn sub, mà nhưng mà bây giờ còn có đâu có 590 mấy ngàn thôi, 590 mà em nghĩ cái lượng dislike thì nó hơi là rớt cũng đó. Là rớt 5,000 người follow rồi đó, rớt 5,000 người đó, rớt 5,000 là 5,000 người. Anh thì nghĩ 5,000 người em phải kiếm trong vòng 1 tháng để mới lấy lòng được đó. 5,000-6,000 người là phải lấy lòng 6,000 người rồi. 6,000 người đó là em nghĩ nếu mà 6,000 người đó là 6,000 người đang ủng hộ bạn, bạn đừng có buồn nữa. Ít ra có 1, 2, 3, 4, 5, 6 người đây và 6,000 người đang ủng hộ bạn là mình có thể thấy được bằng cách người ta tương tác. Còn những người âm thầm họ coi, họ không hủy follow hoặc họ gì đó vẫn đang ủng hộ bạn, bạn sẽ không ở một mình đâu, bạn yên tâm. Và mình biết bạn không sống sai, mà chính nghĩa là mình thắng. Ok không? Tìm chính nghĩa, tìm chính nghĩa. Nói chung là đi với Lộc là không có màn gì hết, mà mới mốt mà anh Lộc mà có trang quên đèn là hơi bị mệt với mình với anh Lộc. Tôi bốc bốc đường là anh Lộc á. Rồi nói chung rồi thì cái mà mình nói ở đây cả nhà là cái hướng giải quyết, mà ý là mở nói là cái hướng đó là cuối cùng rồi. Thì mình cũng suy nghĩ và mình tham khảo được của các anh em YouTube á, đó là một hướng nữa là Hùng vẫn có thể kiếm tiền, nhưng mà những cái clip, những cái hình ảnh đó để không có mang lại cái doanh thu cho Hùng thì Hùng có thể ẩn những cái clip mà có hình ảnh của mình. Thì đó là phương án mà Lộc mong muốn, là nếu mà
không giải quyết được cho Lộc những cái mà Lộc yêu cầu. Là không cần đúng không? Ý là bây giờ tất cả các clip có nhận của Lộc thì xóa hết, ẩn hoặc là xóa hết đi. Thôi xóa luôn đi chứ ẩn nó mốt mở lại sao? Âm thầm mở lại mình đâu biết. Đúng rồi. Nhưng mà chắc khán giả chưa biết điều này đâu. Nhưng mà cái này là cuối clip rồi. Em nghĩ chắc cũng không ai mà xem tới đây nhiều. Nhưng mà thật sự cái này là phải nói luôn. Tại vì nó muốn kết thúc câu chuyện rồi. Nếu mà Hùng á chẳng còn để cái hình ảnh của ông Lộc á, thì mỗi năm á em nghĩ là doanh thu sẽ đổ về vài trăm triệu. Chính xác. Chứ nó không có ngừng lại con số 0 đâu. Nó để bởi vì Hùng im lặng ở đây á, là im lặng có mục đích. Im chứ không phải là im lặng ở đây mà im lặng là để so dịu khán giả hay là gì đâu. Đó, có thể bây giờ là cái kênh nó 600.000 sub bán ra là phải hơn 1 tỷ. Hơn 1 tỷ là cái con số đó là đang bị tụt view đó nha. Chứ nếu mà nó là bán là con số không thể nào tưởng tượng tới được đâu. Nếu mà nó đang hoạt động bình thường là con số sẽ cao hơn. Cao hơn nhiều. Cao hơn rất là nhiều. Đó, bởi vì nói tới những con số thì nó quá khủng đi. Đó thì khi mà em nói với những người bạn của em nói là khi mà Hùng đưa ra 200 triệu là chỉ mua lại cái tên của anh Võ Sư Lộc ở trên kênh thôi, chứ đừng nói tới những điều khoản ở đây. Đó, anh Lộc nó đi từ lúc nào tới lúc nào rồi, chỉ mua được cái tên của Võ Sư Lộc thôi. Này áp đặt rất là nhiều cái điều khoản vào trong đó cả nhà, và cố gắng đánh tráo khái niệm để mọi người đi theo một cái hướng khác nữa. Thì mong ở đây là mình chốt lại á cả nhà, đó là mình đã có thiện chí để kết thúc cái câu chuyện ngày hôm nay. Và ngày hôm sau á, ý là bây giờ mình quay á là sẽ trước ngày lên clip một ngày, thì Hùng sẽ có 2 ngày để suy nghĩ và tìm cái hướng giải quyết. Hôm nay ngày mấy bạn xô luôn? Hôm nay là ngày 14 tháng 4. Mình xô luôn cụ thể rõ ràng ngày mấy. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 nha cả nhà. Vào lúc 5:47. Vào lúc 5:47. Rồi, thì nếu mà Hùng không kiếm một cái hướng nào mà giải quyết hợp lý á, thì giống như Lập nói đi, phương án mà để cho Hùng có thể tiếp tục hoạt động, cũng như là Hùng có thể tiếp tục mà làm YouTube á, thì anh xin phép là những cái hình ảnh, xin phép cả nhà là những hình ảnh nào có mặt trên kênh Funny Hùng của mình á, thì Hùng xóa hết. Và lúc đó là những cái clip còn lại của các anh em, hoặc là clip còn lại của Hùng á, thì vẫn có thể kiếm tiền. Thì đó, hình ảnh của các anh em thì mình cũng chưa nói được ha, để các anh em hồi ý lại với nhau. Còn riêng mình là vậy. Hình ảnh là cả về giọng nói là gì? Tại có những clip mà bạn là người quay, bạn nói vô sao? Vậy là hết luôn rồi. Ta không ý là những cái clip mà của Hùng quay với vợ thì bắt ý là đi. Và là bạn có tính hình ảnh và bạn tính luôn cái giọng nói không? Bạn phải làm rõ đúng không? Đó, nói chung là đó cũng là một cái để mình khẳng định cái vị trí của Lộc ở trên kênh nữa đó. Đúng không? Đúng rồi. Rồi, thì drama ngày hôm nay anh bụng mỡ cũng đã hít được một hơi rất là sâu rồi. Không vui nha. Ý là quay mà không vui. Ý là cảm thấy nó buồn. Đúng rồi. Nhưng mà anh em mình thì đã chấp nhận lên đây, thì bụng mỡ cũng biết được là nó phải đúng sự thật, cũng như là bụng mỡ là người đã nhìn nhận cụ thể, thì bụng mỡ có cái chính kiến của mình đó cả nhà. Thì mong là cả nhà khi xem clip được thấy được tinh thần của Linh, tinh thần của bụng mỡ. Ủa nhưng mà mời bụng mỡ tới đây thì phải nói về cái vụ con heo đi chứ. Con heo sao hôm đó có buồn lắm không? Ý là cái vụ đám cưới là quá. Rồi thì một lý do nho nhỏ nữa, đó là mình cũng mời bụng mỡ tới đây để xin lỗi bụng mỡ vụ mà con heo, thì cả nhà cũng như là cộng đồng mạng thì cũng hơi bức xúc. Nhưng mà về cái việc đặt cái tiêu đề vậy thì nó đã đánh thẳng vô trong cái điều đó. Thì bụng mỡ lúc đó cảm giác có buồn không? Không buồn luôn nha, nghe nói thiệt. Tại vì sao? Tại vì có thể mọi người vô bình luận hơi kỳ kỳ với bụng mỡ xíu, nhưng mà nó giúp cái lượt view cho Funny Hùng nó cao lên tí xíu. Ý là bụng mỡ sẽ nghĩ là hai anh em có thêm cái thu nhập. Thu nhập
Nhưng mà đúng ra là phải có một lời xin lỗi từ phía bên Hùng. Đúng rồi, bà phải gọi họ, ít ra đúng phải rồi. Họ cho một em nói thật sự luôn nha, những đứa bên kênh của em á, khi mà clip mình lỡ một có một cái chi tiết nhỏ nào mà khiến nó bị chửi, em cũng rất là ái náy. Em có nhắn tin, em so dịu cho nó. Không có nhắn sự buồn mở hay không luôn. Không có trong đó là mình coi rồi mình tự thấy rồi mình biết rồi. Mà mình biết cái người đăng là ai mà mình chơi với bạn, mình biết cái người đăng, cái người làm cái đó. Thậm chí mà chưa kịp về, tối chưa kịp gì là đã có clip rồi. Ý là sẽ theo sát cái sự kiện đó luôn. Nên thành ra mình biết người đó là ai rồi. Nhưng mà mình nghĩ thôi kệ mình tí xíu mà để cho cái kênh nó có tương tác nó vui với tôi nổi. Trong thật tâm, ví dụ chừng nào mà Bụng Mỡ cầm con heo, Bụng Mỡ quăng con heo đó đi, thì Bụng Mỡ làm gì? Thực sự là Bụng Mỡ không có cố tình, nó nặng lắm mọi người. Thì cái con heo nó đúng ý là Bụng Mỡ chuyển từ đây qua đây và nó bị tù. Bà mọi người hiểu không? Trung Nam Bộ thì nó quá cao, còn Bụng Mỡ thì quá lùn. Còn nên con heo nó bị gì nè, cái sức nặng nó dồn, nó dồn vô Bụng Mỡ hết. Đó thì cái lúc đó mặc áo dài thì từ chuyển từ đây qua đây nó trơn quá, nó mới trượt. Đúng rồi. Đó, nhưng mà thôi, dù sao nó cũng vui, anh em cũng vui là được. Ok. Đó. Đó thì cái việc đó thì nó cũng đã qua rồi. Nhưng mà Lập thì cũng xin phép là thay Hùng xin lỗi Bụng Mỡ, cũng như là anh em mình thì cho dù chuyện gì xảy ra nữa thì Bụng Mỡ cũng luôn luôn giống như là một người bạn của mình vậy đó. Thì mong là sẽ không có những cái thắc mắc, những cái lấn cấn này kia sau cái vụ này. Bụng Mỡ đã kiểu như là Bụng Mỡ gọi điện cho mình, nhắn tin hỏi mình tình hình ổn hay chưa, thì đây đã là cái câu trả lời mà Lộc mong là Bụng Mỡ sẽ hiểu được cái vấn đề ngày hôm nay. Rồi thì cả nhà ơi, thì mình cùng chờ coi hành động tiếp theo của Funny Hùng coi có thiện chí để đáp trả với mình hay không. Rồi còn nếu mà clip tiếp theo á, cả nhà nhận được một cái thông báo buồn thì cả nhà cũng sẵn sàng tâm lý thôi cả nhà ơi. Chứ mình cũng không trông mong là có một cái điều gì đó đột biến. Theo Linh nghĩ là có điều gì đó đột biến không? Không anh. Thôi bây giờ có như thế nào mình cũng vững tâm. Đúng rồi. Đi làm kiếm tiền nuôi vợ. Okay. Thôi. Rồi thì bây giờ anh em mình cũng xin kết clip ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà trong cái clip tiếp theo. Rồi. Bye bye cả nhà. Thank you.